Kỷ lục chưa này? Ôi, con to phải 1 cân. Sộp anh ạ. 5 con. Em đánh lờ. Khổng tự nó lượn vào. Kiểu là bóng ngày xưa ấy. Ôi cái này kỷ lục luôn này. Ôi 5 con to, cái này phải đến 3 cân. Ôi cái này, ui, to. Con này ác này. Ôi con này phải hơn cân. Ôi này. To thật quá. Cứ tưởng trâu nó dẫm thì em chạy ra bằng là nó là không phải. Dạ bờ, đây nó lội bên này. Hello, xin chào tất cả anh em nha. Buổi chiều hôm nay, đầu giờ chiều hôm nay mình sẽ tiếp tục đi thăm luồng lẻ cá các bạn ơi. Mình vừa thăm 2 cái bẫy lươn đánh từ hôm nọ mà không được các bạn ạ. Mình vừa với mấy con trai gì các bạn ơi. Bây giờ tiếp tục mình đến thăm những cái lờ đầu tiên các bạn ạ. Hôm nay nước cạn nhỉ, chặt hết đó được bạn. Hôm nay sẽ phải chuyển bùng rồi. Sẽ phải chuyển các bạn ạ, để tay sách mang màng, cứ không có lắm đồ các bạn ạ. Cái đầu tiên các bạn ạ. Không được các bạn ạ, hôm nay phải chuyển thôi. Nước nó cạn quá rồi các bạn ạ. Để chuyển đi lên trên kia rồi. Ok các bạn ơi, cái đầu tiên không dính đâu. Để phải tắt máy các bạn nhé. Đi vào lội trên kia xuống quá trời mệt các bạn. Mình mò được rất nhiều chai các bạn. Mình đi mình thấy cái tăm mình bắt các bạn. Chứng kiến được con cá lóc bé bé chai chai các bạn ơi. Đều ngon lắm các bạn. Con này có to các bạn ạ. To như bàn tay các bạn ơi. Được một con sộp rồi, mình không quay các bạn. Đây mình thăm cái này lại. Dính các bạn ơi, dính mấy cái rù phi. Đấy, ui, bàn rù phi to các bạn ơi. Đấy các bạn nhìn được to chưa. Ui, bàn này phải tầm cân các bạn. Đó, ngon các bạn ơi. Mình phải tách luôn. Ui, bàn này của. Nước bắt đầu cạn các bạn ơi, cạn hết đó rồi. Đi trâu thả kia thì hôm nay chắc dẫm tan hết đó mình ra các bạn ạ. Ok bạn ơi, mình bắt nhé, mình bắt xuống mình đuổi trâu đã. Ok bạn ơi, hôm nay tán thương rồi. Con trâu kia thì mình thấy cái lờ nó đã bay lên. Tung lên rồi các bạn nhé. Thẳng không? Này thì trâu dẫm là điều chắc chắn rồi. Mình thấy bay lờ rồi. Giờ mình xem cái này xong là mình ra mình nhấc luôn các bạn nhé. Ôi tàn thương rồi. Tàn thương hỏng. Hôm nay nước cạn. Trời nó ấm là trâu nó xuống ruộng các bạn. Không được các bạn ơi. À được mỗi con bé, được một con bé. Không được các bạn. Ok vào đây, mình tắt máy. Mình bắt lại xong là để mình xuống mình ăn ra kia mình gỡ cái kia đã. Cứ tưởng cái này là trâu nó dẫm. Không phải. Ôi được, 2 con trâu. Ui còn to đến cân rưỡi. À ui. Ui được 3, 4 con. À ui. 5 con. Ui cái này kỷ lục chưa này. Ui con to phải 1 cân. Sộp anh ạ. 5 con. Em đánh lờ. Khổng tự nó lượn vào. Kiểu là bóng ngày xưa ấy. Ui cái này kỷ lục luôn này. Ui 5 con to, cái này phải đến 3 cân. Ui cái này, ui to. Con này ác này. Ôi con này phải hơn cân. Ôi này. To thật quá. Cứ tưởng trâu nó dẫm thì em chạy ra bằng là nó là không phải. Dạ bờ, đây nó lội bên này. Ừ, cảm thấy quay bắt.
kỷ lục luôn, từ khi em đặt vào hôm nay được cái như vậy. Ok bạn ơi, mình vừa về nhà rồi nhá. Xem thành quả này, ngay được, sướng các bạn. Ôi nhọc quá. Có đi mồ hôi. Đấy. Mang mấy con to dưới kia mà dọc. Đây con này to bạn này. Con này phải cân hơn cân. Chai chai mình ạ. Nhọc quá mình không mò chai chai này. Úi giời bật. Rô phi, rô đồng. Con nào sống thì mình thả cái bục kia các bạn nhá. Để ăn dần thôi, cái này mình chán hết các bạn nhá. Thả đi. Đi mang chỗ bục kia ta. Chỗ này hôm nay phải được 4 cân, 4-5 cân. Ôi. Bụng này cho nó sống này. Ăn chả hết. 1 con. 2 con. 3 con. 4 con. 5 con. 6 con. 7 8 9 đúng 10 con. À tấm cá nó té vàng mắt rồi ta. Sống không? Sống không? Ừ. Ok, con phi để mà con phi trong đây chết nó nhỉ. Nó ăn được.